Vừa qua, ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thái Lai, chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện về công tác triển khai xử lý sạt lở sông Ô Môn trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 5 vụ sạt lở bờ sông Ô Môn qua địa bàn 3 xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thái Lai, làm ba căn nhà bị sập xuống sông, đường giao thông bị chia cắt, làm thiệt hại 2 tỷ 830 triệu đồng. Cũng trên tuyến sông Ông Môn thuộc ba xã trên, hiện có 14 điểm và 82 căn nhà có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài gần 7.000 mét. Ủy ban nhân dân huyện Thái Lai đã huy động lực lượng xuống khắc phục hậu quả tạm thời, rào chắn, gắn biển báo hai đầu không cho người dân lưu thông trên tuyến đường bị sạt lở. Tổ chức đóng trụ căn bạc cao su chặn sóng nhằm hạn chế sạt lở thêm. Ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị triển khai ngay các phương án kế hoạch ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời chỉ đạo di dời sơ tán, tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo tới người dân, chủ động các biện pháp theo phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện đảm bảo công tác phòng cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người dân.